Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 307. Chương 3061, nhìn thẳng thần, 2. Ầm, tiếng nổ thật to vang lên, cánh cổng lớn bắt đầu vỡ vụn, thứ cùng vỡ vụn còn có từng bóng nữ thần đang khiêu vũ phía trên và lá cờ phấp phới phía dưới. Lefelina thấy thế, mở miệng nói, những hành động khiêu khích và chọc giận phí công này chỉ mang lại tai họa cho ngươi và thần giáo sau lưng ngươi. Là ngươi, khiêu khích trật tự trước. Ầm, lại thêm một nhát chém. Lần này, cánh cổng lớn vốn đã rạn nứt cũng không còn chịu nổi, hóa thành những mảnh vỡ rơi vãi đầy đất. Luồng không khí cực mạnh quét ra từ trong cánh cổng, một gương mặt người đầy phẫn nộ xuất hiện, ngươi sẽ tiếp nhận cực hình từ Vĩnh Hằng. Được thôi, ta chờ. Ầm, ầm, ầm. Dis dường như cũng không có dự định tiến vào bên trong, chỉ lần lượt giơ lưỡi hái lên mà vung về phía tòa cung điện nguy nga trước mặt. Cánh cổng lớn sập đổ thì còn có vách tường đổ sập thì ở trong còn có những kiến trúc khác. Không cần biết bên trong có bí mật gì, không cần biết tòa cung điện này của ngươi đại diện cho cái gì. Ngươi dám để cho trật tự quỳ xuống, vậy thì phải tiếp nhận cái giá phải trả cho loại hành vi này. Lão Hoven đứng ở phía sau, nhìn xem Dis đang nổi giận. Lúc này, lão cũng không dám tiến lên thuyết phục ông bạn già của mình phải tỉnh táo. Lão biết rõ, Dis vẫn luôn là một tín đồ trật tự thành kính, lúc trước nhục mạ khinh nhờn thần trật tự chỉ là vì bất mãn với thần trật tự, mà không phải bất mãn với trật tự, huống chi bây giờ thần trật tự trở thành cháu của hắn. Vách tường bắt đầu sập đổ trên diện tích lớn, ngoại vi kiến trúc cũng bắt đầu gặp ảnh hưởng, lay động, đứt gãy, tê liệt ngã xuống. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Rốt cục, giọng điệu của hư ảnh Lefelina không còn là cao cao tại thượng như đang răn dạy giáo điều. Điều này có nghĩa bà ta đang bắt đầu bối rối, bởi vì bà ta phát hiện người trước mắt này có vẻ thật sự muốn phá hủy tòa cung điện này. Dis, là do ngươi không biết trước đây ngươi đang làm chuyện gì. Tiếp đó là thêm một nhát chém của lưỡi hái. Ầm. Trật tự thần giáo, tầng sâu nhất của không gian phong ấn. Trên một tòa tế đàn có một ngọn giáo đứng thẳng. Ngọn giáo bị từng sợi xiềng xích buộc chặt. Trên bậc thang bước lên tế đàn có một người nam đang ngồi, hắn là khí linh của ngọn giáo Vĩnh Hằng. Lúc này, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi, Vĩnh Hằng thần giáo ta đã sớm diệt vong, nhưng là ai đang làm nhục tín ngưỡng của Vĩnh Hằng? Dưới sự oanh tạc không ngừng, một nửa kiến trúc của tòa cung điện đang ở trong trạng thái đổ nát. Nhưng mà từ bên trong cung điện cũng đang có âm thanh rung chuyển truyền ra. Bộp, bộp. Giống như nhịp tim của một thứ gì đó ngủ say đang dần dần khôi phục. Nhưng mà hư ảnh của Lefelina vốn nên vui mừng khi thấy điều này bỗng đứng lên kết thúc tư thế quỳ, dừng lại đi. Nếu như cha bác bị đánh thức sớm thì vùng đất tuyết này vốn không giam được nó sẽ mang đến kiếp nạn cho thế gian. Dis thu hồi lưỡi hái. Lão Hoven lập tức thông qua cầu, nối tinh thần mà đưa tin, cha bác, ác linh đáng sợ đã nhiễu loại thế gian trong kỷ nguyên trước của kỷ nguyên trước. Cũng có những tài liệu ghi chép rằng nó là tà thần, nhưng mà nếu nó đã xuất hiện ở đây vậy thì chắc chắn cũng không phải là thần linh. Chắc hẳn nó là một loại yêu thú hùng mạnh có thiên phú chủng tộc đủ để so sánh với thần linh trong thời kỳ đỉnh cao. Trong truyền thuyết, nó bị thần Vĩnh Hằng trấn áp, nhưng mà nó không bị phong ấn trên bậc thang lên đỉnh Alamut, thế mà bị giữ lại ở nơi này. Dis nhìn về phía hư ảnh Lefelina, hỏi lần bạo động trước đó có phải cũng bởi vì nó hay không? Hư ảnh Lefelina hồi đáp, là người của các ngươi mạo phạm Vĩnh Hằng trước, cha bác cũng không có làm sai. Ta không cho rằng nó làm sai, nó làm rất đúng. Dis nhẹ gật đầu đáp lời với lão Hoven, là cái khí tức này, lúc ta đến cứu bọn nó thì đã cảm nhận được thứ khí tức này. Lão Hoven lập tức nói, thứ đang khống chế hư ảnh của Lefelina để nói chuyện với chúng ta hẳn là trí tuệ được sinh ra từ tòa cung điện này, tương đương với khí linh. Nhưng hiển nhiên cha bác không phải hộ vệ của tòa cung điện này, khí linh của cung điện cũng không thể khống chế nó, thậm chí có lẽ nó còn có chức trách phải trấn áp cha bác. Mặc dù ta không biết vì sao lại có sự sắp xếp này, có lẽ sau một kỷ nguyên, không, là sau hai kỷ nguyên thì bố cục ban đầu đã có quá nhiều sự thay đổi. Nhưng ta đề nghị, nếu cha bác là thủ phạm ô nhiễm Ialuo, ngươi muốn báo thù mà nói thì cũng không cần phải tiếp tục phá hư tòa cung điện này để nó được giải phóng hoàn toàn. Chúng ta có thể đi vào giết chết nó đang ở trong trạng thái bị phong ấn. Dis nhẹ gật đầu, được.
Ông ấy không có chấp niệm gì mà nhất định phải quyết đấu trong trạng thái công bằng hoàn toàn. Ông ấy là đến để báo thù cho con mình mà không phải thể hiện phong cách của một kỵ sĩ. Được, xem ta đây. Lão Hoven nhìn về phía hư ảnh Lefelina. Lefelina tựa như đang chuẩn bị nói thêm những lời gì khác, nhưng lời đến khóe miệng lại dừng lại. Trong hư ảnh của bà ta tỏa ra từng sợi tơ màu vàng kim, giống như là một chiếc áo len đang bị phân giải. Nguyên lý, nguyên lý. Hư ảnh Lefelina kinh ngạc nhìn xem lão Hoven. Lão Hoven nhún vai, nói, vào thời điểm ngươi đang không ngừng quỳ ở đó mà nói nhảm thì ta đã lén lút nghiên cứu ngươi, để cho ta nhìn xem bản thể của ngươi rốt cuộc là cái gì. Hư ảnh Lefelina giống giận gào thét nói, bút ký nguyên lý, vì sao lại trợ giúp trật tự? Lão Hoven đáp, ai bảo nắm đấm của trật tự cứng đây, đây là lựa chọn của thần chúng ta. Mặc dù trật tự thần giáo và nguyên lý thần giáo hợp tác sâu là do Tyrannus thúc đẩy, dưới sự khởi xướng và sắp xếp của hắn thì hai đại thần giáo dần dần hình thành tập tục cộng tác. Nhưng trên thực tế, trên con đường trỗi dậy của thần trật tự thì cũng đã có thói quen lúc gặp được vấn đề thì sẽ đến hỏi nguyên lý. Trong thần thoại tự thuật của riêng trật tự thần giáo và nguyên lý, thần giáo đều hình dung quan hệ của chủ thần song phương là bạn thân và cộng tác, dù sao thì lịch sử cũng phải vì hiện thực mà phục vụ. Nhưng ở trong ghi chép của những thần giáo khác có thể nhìn ra rõ ràng ngay từ đầu thì thần nguyên lý cũng chống cự thần trật tự. Thậm chí thần nguyên lý nói ra những lời có nghĩa tương tự như đang bảo thần trật tự không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Điều này nói rõ sự hợp tác của song phương ngay từ đầu là một sự ép buộc. Giống như là một vị học giả bị giặc cướp bắt lấy, dưới sự uy hiếp của giặc cướp nên không thể không cống hiến học thức của mình. Nhưng mà trong ghi chép của các thần giáo khác thì sau này quan hệ giữa hai bên trở nên rất khá. Nguyên nhân chủ yếu trong này cũng là do tính cách của bản thân thần trật tự, hắn cực kỳ tuân thủ lời hứa, thần nguyên lý có thể có được thứ mình cần trong lúc hợp tác. Hư ảnh của Lefelina bị lão Hoven hoàn thành phân giải, từng sợi tơ màu vàng kim ở dưới sự khống chế của lão đang dệt ra một người khác. Bóng người này không phải Lefelina mà là một người trắng toát, sạch sẽ như là một tờ giấy trắng, mà còn chịu sự điều khiển của lão Hoven. Chương 3062, nhìn thẳng thần, A. Nó là một cái chuông trong tòa cung điện này, ngươi nhìn, ở nơi đó. Lão Hoven chỉ về tòa kiến trúc cao nhất trong cung điện, đó là một cái gác chuông. Lập tức, trên mặt lão Hoven lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ha ha, ta hiểu rồi, tòa kiến trúc này đã rơi vào trong chiều không gian của Vĩnh Hằng. Giống như hoàn cảnh khí hậu bốn mùa khác biệt xuất hiện trên đỉnh Alamut vậy, Dis. Nếu chúng ta thật sự muốn tiến vào trong thì còn phải thông qua chiếc chuông này làm tiếp dẫn. Ta không phải đến đây để tìm hiểu bí mật. Ta hiểu, nhưng ngươi đoán vì cái gì mà chiếc chuông này sẽ căm hận Lefelina như thế? Điều này nói rõ rằng đoàn thăm dò của trật tự năm đó đã điều tra nơi này rất sâu, cũng chạm đến sức mạnh của chiếc chuông này. Cha bác cũng không phải là bị trấn áp bên trong tòa cung điện này, nó là bị trấn áp nơi chiều không gian ở trong tòa cung điện này. Hoven, ngươi bị ảnh hưởng rồi sao? Đúng, bị ảnh hưởng, nhưng đây là vì bắt đầu dùng sức mạnh của hắn. Ông bạn già, chính ngươi cẩn thận coi chừng bị ta mê hoặc. Ừm, chúng ta đi vào đi. Dis dẫn đầu đi vào từ cửa lớn, lão Hoven theo ở phía sau, bên cạnh là cái hình nhân kia đi theo. Giống như là một con ma nơ canh nhựa được đặt trong cửa hàng quần áo ở thành phố York, nhưng có vẻ càng linh hoạt hơn. Bên trong, đã là một vùng hỗn độn. Đây đều là thành quả của Dis. Dis, chúng ta đi vào đi. Lão Hoven khẽ mỉm cười, ngón tay chuyển động, ma nơ canh nhựa bắt đầu vỗ tay, chiếc chuông lớn đặt trên gác chuông bắt đầu lay động, khi tiếng chuông vang lên thì cảnh tượng bốn phía phát sinh sự biến hóa. Kiến trúc đã đổ sụp trong hiện thực đang dần dần phục hồi như cũ, vào giờ phút này tất cả mọi thứ đều bị buộc phải trở về thời điểm ban đầu. Rất nhanh, Dis nhìn, thấy đoàn thăm dò của trật tự tiến vào nơi này. Hắn nhìn thấy Lefelina đi qua trước mặt mình, sau đó, ánh mắt nhìn về sau, hắn nhìn thấy Ialuo và Anli ở trong đám người. Dừng lại, không dừng được. Lão Hoven cười khổ nói, ta có chút mất kiểm soát, đáng chết. Sự quay ngược không những không dừng lại, ngược lại càng bị thúc đẩy với một tốc độ càng kinh khủng hơn. Cảnh tượng biến hóa đã vượt ra khỏi tiết tấu có thể giải thích, đột nhiên như có một loại vách ngăn nào đó đã bị xuyên thủng. Tòa cung điện này tỏa ra khí thế càng uy nghiêm hơn. Nếu như đem cảm giác kéo dài ra phía bên ngoài thì có thể phát giác được thế giới bên ngoài cũng đã hoàn toàn khác biệt,
Dis cảm giác được cảm xúc kính sợ và nhỏ bé. Lão Hoven rất đau khổ mà giải thích, đây là thời kỳ cuối của kỷ nguyên trước, Dis. Bây giờ ở trong kỷ nguyên này thì ngoại trừ một vài thứ đặc thù thì gần như ngươi có thể xưng là đạt đến cấp bậc cao nhất, là trần nhà. Nhưng trong kỷ nguyên trước thì đây là thế giới có thần tồn tại, cảm giác tất nhiên cũng sẽ không giống. Thần trật tự lấy đi thứ gì đó của kỷ nguyên này, để giữa các kỷ nguyên không còn là dùng các sự kiện lịch sử lớn để làm cột mốc, mà là thực hiện sự ngăn cách trên thực tế. Nhìn kìa, Ranedan xuất hiện, hắn đã từng đến nơi này, bãi nước tiểu kia là do hắn để lại. Dis trông thấy bóng người to lớn đi qua trước mặt, đặc điểm nhận biết lớn nhất là cái đầu chọc của hắn. Ha ha ha, rốt cục đã vào đến đây, hy vọng đồ vật bên trong đừng để ta thất vọng. Ranedan đi vào, cảnh tượng vẫn còn đang tua ngược dòng. Theo lý thuyết, tòa cung điện này hẳn là được xây dựng trước đây hai kỷ nguyên, cho nên bây giờ dù đã tua ngược về kỷ nguyên trước thì vẫn mới chỉ tua được một nửa, thậm chí còn không đến một nửa. Nhưng mà, đúng lúc này sự gia tốc đáng sợ khi nãy lại bị chậm lại một cách quái lạ. À, sao vậy, ta mất kiểm soát rồi. Lão Hoven khó hiểu, sau khi kiểm tra thì phát hiện, không phải do ta mất kiểm soát, là chiếc chuông này mất kiểm soát. Nhưng rất nhanh, lão Hoven phát hiện sự thật càng kinh khủng hơn, không phải ta và chuông mất kiểm soát, là chiều không gian này đã từng mất kiểm soát, đến cùng là ai đã làm vậy? Phải biết, trước đó cho dù Ranedan là thần từng đến nơi này cũng không thể tạo ra bất cứ sự ảnh hưởng gì đối với chiều không gian này. Ông, uy thế mênh mông giáng lâm, một bóng người tiến vào nơi này, sự xuất hiện của hắn để chiều không gian vĩnh hằng xuất hiện sự sai lệch. Lão Hoven mở to hai mắt nhìn, không dám tin, thần, trật tự. Bản thể hiện tại của lão là một quyển sách đang nhanh chóng lật trang đi, giống như là đang dùng loại phương thức này để che giấu loại cảm xúc e ngại nào đó. Đây không phải cảm xúc của quyển sách, mà là của chủ nhân nó đã từng làm vậy trong khoảnh khắc tương tự, khiến cho quyển sách này giữ lại dấu ấn bản năng. Thần trật tự giáng lâm nơi này. Điều này có nghĩa trong kỷ nguyên trước thì thần trật tự đã từng tới nơi đây, trước khi Ranedan đến. Dis nhìn bóng người cao to kia, vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt phức tạp. Đổi lại là những tín đồ trật tự khác thì bây giờ sợ là nước mắt đã tràn ra, bày tỏ lòng thành kính với chủ vĩ đại. Nhưng Dis lại rõ ràng rằng cái vị trước mắt làm thay đổi thế giới này đã để cho người làm cha như mình mất đi cơ hội cứu sống con cái. Vốn nên giống như Lefelina và Ranedan khi trước, thần trật tự hẳn là cũng sẽ đi ngang qua mặt của Dis và Hoven. Nhưng mà khi bóng người kia đi ngang qua Dis thì bỗng ngừng lại. Tiến trình vốn nên không thể đảo ngược vào lúc này đã hoàn toàn tạm dừng. Lão Hoven hoảng sợ nói, bên trong tòa cung điện này có tồn tại hai chiều không gian. Một cái là chiều không gian được xây dựng từ trước, là điểm cuối cùng của sự tua ngược, là dự tính ban đầu khi thiết kế nơi này. Một cái khác thì là bị tạo ra do cưỡng ép ngừng tiến trình lại, cũng chính là tình huống trước mắt. Bởi vì vào lúc này bóng người kia cũng đã dừng biết. Ngay sau đó, thần trật tự xoay người. Hắn hướng mặt về phía Dis. Ánh mắt của trật tự tựa như xuyên thấu qua vô vàn ngăn cách mà nhìn đến nơi này. Đây là con mắt trật tự đúng nghĩa. Lão Hoven há to miệng. Lão bỗng nhiên ý thức được một chuyện kinh khủng trong số những chuyện càng kinh khủng. Đó chính là, trời ạ, thần trật tự thấy được chúng ta. Dis vẫn đứng thẳng tắp ở nơi đó. Hắn sẽ không cúng bái thần trật tự. Sẽ không, bởi vì cúi đầu thì có nghĩa rằng tất cả sự phẫn nộ của mình trước đây đều sẽ biến thành một trò cười. Hắn có thể bởi vì Karen mà lựa chọn buông xuống nhưng lại sẽ không xem như nó đã biến mất. Hắn không phải đứa bé dùng tiếng khóc lóc để đổi lấy bánh kẹo. Sự kiêu ngạo từ trong thực chất để hắn không nguyện ý cúi đầu trước bất kỳ ai, bao gồm cả thần. Có lẽ đây mới là bản chất của sự mâu thuẫn giữa thần trật tự và Dis. Nếu không đổi lại những người khác, dù là gặp phải chuyện tương tự thì cũng sẽ hiểu cách tạo ra lối thoát cho mình và cho thần. Mà Dis cũng không muốn gì nhiều lắm. Hắn có thể tiếp nhận tất cả đau khổ và trắc trở gặp phải, nhưng ít nhất thì ngươi phải chào hỏi ta thờ phụng ngươi, đi theo bước chân của ngươi. Nhưng ngươi, ít nhất phải cho ta một chút sự tôn trọng. Dis không có nhắm mắt lại, lần này, hắn lựa chọn, nhìn thẳng thần. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3063, Tam Đại Thần Bá Chủ, 1. Máu tươi không ngừng tràn từ hốc mắt của Dis ra.
Áp lực mênh mông không ngừng tăng cường lên trên linh hồn, giống như là có vô số cánh tay vô hình đang tiến hành cưỡng chế ngươi, để cho ngươi cúi đầu, để cho ngươi thần phục, để cho ngươi quỳ lại. Nhưng mà Dis vẫn đứng vững ở đó, núi có thể bị san bằng nhưng không thể nào cúi người khom lưng. Chỉ là không ai biết một khi việc này duy trì thêm một khoảng thời gian dài thì sẽ phát sinh hậu quả như thế nào. Cũng may thần trật tự có vẻ không cảm thấy mình bị khiêu khích, cũng không có cố ý khó xử, hắn chủ động xoay người bước qua, kết thúc cuộc gặp gỡ đối mặt ngắn ngủi này. Lão Hoven lập tức bước lên trước quan tâm thăm hỏi, sao rồi, vẫn còn ổn chứ? Dis lắc đầu, giơ tay lên, ra hiệu mình không sao. Lão Hoven có chút giờ khóc giờ cười nói, ai, lúc ngươi đi một chuyến ra từ trong trật tự thần điện cũng không chật vật đến mức này. Đây là sự thật. Thương tổn của biết bao trưởng lão thần điện trong thần điện gây ra cho Dis cộng lại thậm chí còn kém rất rất xa so với một ánh mắt của thần trật tự nhìn đến qua sự ngăn cách của một kỷ nguyên. Dis nói, những tên kia sao xứng để so sánh với hắn. Không khuất phục thì không khuất phục, nhưng việc nên thừa nhận vẫn cần phải thừa nhận. Khi đứng ở trước mặt hắn đã để Dis cảm nhận được sự nhỏ bé, loại cảm giác này Dis đã sớm quên mất từ lúc còn trẻ tuổi. Khi đó cho dù gặp được những kẻ mạnh hơn mình, Dis cũng không quan trọng, dù sao hắn tự tin rằng không bao lâu thì mình sẽ vượt qua kẻ đó. Nhưng đối với vị đứng trước mắt này, hắn cảm thấy trong thời gian ngắn thì mình rất khó có thể vượt qua, muốn bắt kịp thì phải cần một khoảng thời gian rất dài rất dài. Vâng vâng vâng, không thể so sánh, không thể so sánh, để ta dùng thuật pháp trị liệu cho ngươi. Không cần, tự ta có thể xử lý. Lúc này, thần trật tự bắt đầu đi vào trong, mà chiều không gian này vẫn đang bị ngưng đọng lại. Lão Hoven có chút chần chừ mà hỏi thăm, hay là chúng ta thừa dịp lúc này mà đi vào trong xem cùng. Đi vào đi. Dis không do dự mà trực tiếp cất bước đi vào bên trong. Ai, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Lão Hoven lập tức theo ở phía sau Dis. Mặc dù ta rất sợ hãi vị này, nhưng ta cảm thấy thứ sức mạnh đang ảnh hưởng ta cũng sợ hắn. Khi hắn xuất hiện để cho ta có một loại cảm giác thế giới yên tĩnh. Đây có lẽ là bản chất nguyên bản nhất của mối quan hệ giữa trật tự và nguyên lý, dù cho ta không quan tâm đến giáo vụ. Nhưng ta cũng đã phát hiện ra từ rất sớm về sự đề phòng gay gắt giữa hai thần giáo trong quan hệ cộng tác này. Bởi vì tín đồ nguyên lý chúng ta biết rõ rằng việc lúc nào cũng đến mượn sách của người khác thì sẽ rất phiền phức, không bằng trực tiếp mang hết sách về thư viện của mình cho thuận tiện. Bởi vậy, khi quan hệ hợp tác với trật tự càng chặt chẽ thì chúng ta ngược lại sẽ càng sợ hãi. Sau khi tiến vào cung điện, hai người cũng không nói gì nữa. Bởi vì cảnh tượng ở trong cung điện có chút vượt ra khỏi nhận thức, trên mỗi một cây cột trụ, mỗi một bức chạm khắc, viên gạch dưới chân, tranh vẽ trên tường, bao gồm cả những phù điêu trên đầu đều ẩn giấu một tiểu thế giới. Nơi này quả thật là phiên bản thu nhỏ của trật tự thần điện. Lão Hoven hỏi, Dis, lần trước lúc ngươi đi vào đây thì cũng rộng rãi như thế này sao? Không phải, mặc dù lần trước ta ra vào vội vàng nhưng ta xác định cảnh tượng khi đó không thể nào so sánh với lúc này. Nếu không thì đám người Le Felina xem như có tốn thêm mấy trăm năm nữa thì cũng không thể tiến vào trong nơi này. Một khi đặt một bước chân xuống thì đều là khoảng cách của mấy tiểu thế giới. Từng bước đi xuyên qua cho dù trật tự thần giáo có thể cung cấp đủ sự ủng hộ vậy thì cũng phải tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian và sức lực. Lúc này từ bên trong các tiểu thế giới đang không ngừng có những sinh vật hùng mạnh xuất hiện. Bọn hắn giống như những ma thần bảo vệ cho tòa cung điện này mà tấn công kẻ xâm nhập. Thần trật tự thì chỉ tiếp tục tiến lên phía trước. Những sinh vật nếu đặt ở hiện tại thì bất cứ con nào cũng có thể tạo nên một trận thiên tai kia trong lúc gào thét nhào về phía thần trật tự thì đã bị chôn vùi khi chưa kịp đến gần. Cùng lúc đó, tựa như là đang tiến hành đáp lại sự mạo phạm này, nơi mà thần trật tự đi tới thì những tiểu thế giới ở chỗ đó cũng lần lượt sụp đổ. Không có giao chiến, bởi vì đây là sự nghiền ép từ một phía. Giống như là khi người bình thường đi trên đường cũng sẽ không để ý đến những tro bụi ở trong không khí có thể làm cho mình bị thương hay không. Thế nhưng nếu như không có thần trật tự dọn đường hôm nay, có lẽ về sau Ranedan cũng rất khó đi vào, càng đừng đề cập đến đoàn điều tra của Le Felina. Bởi vì phần lớn những kẻ bảo vệ và trận pháp phòng thủ của nơi này đều bị thần trật tự tiện tay xóa bỏ. Sự xuất hiện của hắn khiến cho tòa cung điện đại diện cho truyền thừa của Vĩnh Hằng này cứ thế mà hạ thấp vài cấp bậc. Lão Hoven đếm số lượng những sinh vật hùng mạnh bị chôn vùi và các tiểu thế giới bị sập đổ kia. Không khỏi chát lưỡi nói, quy tắc Vĩnh Hằng có thể lưu giữ nơi này rất tốt,
nếu như thần trật tự của các ngươi đến đây một chuyến. Như vậy thì cho dù Vĩnh Hằng Thần Giáo đã diệt vong từ trước hai kỷ nguyên, nhưng khi tòa cung điện này mở ra cũng đủ để so sánh với nội lực của một thần giáo chính thống. Ta cảm thấy vị này cố ý làm như vậy là vì đang cố gắng làm truyền thừa của Vĩnh Hằng biến mất. Với thân phận của hắn mà làm loại chuyện này, nhưng thật ra là có chút khó hiểu. Dis phản bác, chẳng lẽ chỉ vì thân phận của mình mà vào lúc mình có năng lực lại không đi làm rồi để hậu nhân phải trả một cái giá càng lớn đi giải quyết. Lão Hoven nhìn thoáng qua Dis, ngược lại cũng không còn tiếp tục tranh luận mà là cố ý bước về đằng trước thêm một chút. Hy vọng có thể quan sát càng kỹ lưỡng hơn, tình huống lúc này sinh động và tả thực hơn lúc khai quật di tích khảo cổ nhiều. Ha ha, Dis, ngươi nhìn xem, có chút đồ vật trốn vào trong góc khuất, cuối cùng cũng biết sợ rồi. Không chỉ là sợ hãi, loại cảm giác sợ hãi này thật ra vượt qua khỏi uy hiếp của cái chết. Đây là cảm nhận của Dis lúc trước khi nhìn thẳng vào thần trật tự. Cho nên, quy tắc ước thúc nơi này bị hủy diệt, những ma thần ẩn nấp kia trải qua quá trình chém giết hấp thu nhau suốt một kỷ nguyên, cuối cùng chỉ còn sót lại cha bác. Hẳn là như vậy, nơi sâu nhất trong cung điện có một đài phun nước, phía sau đài phun nước là một thần tọa thủy tinh màu xanh lam. Lúc này có một người phụ nữ bước ra từ đài phun nước, mặc trên người một bộ váy dài màu xanh lam và cầm trong tay một con dao găm bước ra ngăn cản thần trật tự. Chương 3064, Tam Đại Thần Bá Chủ, 2. Thần sóng, Lin Can, thanh dao găm trong tay là dao găm gợn sóng. Tương truyền rằng vị thần này là tình nhân của thần Vĩnh Hằng, đi theo thần Vĩnh Hằng để rồi cả hai cùng biến mất. Hải thần từng bị thần trật tự trấn áp và tiêu diệt trong kỷ nguyên trước đã từng là nô lệ của vị thần này. Chính vì sự biến mất của Lin Can nên hải thần mới có cơ hội vùng lên, hắn kế thừa hoặc gọi là chiếm đoạt rất nhiều truyền thừa của vị nữ thần này, cuối cùng trèo lên đến vị trí chủ thần. Đây cũng là nguyên nhân mà hình tượng của hải thần cũng không phải hoàn toàn là người, còn mang theo những điểm đặc thù của hải yêu. Đây là do xuất thân của hắn quyết định, vì là nô lệ cho nên hắn cũng không phải hoàn toàn là người, rất có thể là một loại lai tạp, thậm chí bản thể vốn là yêu thú. Không nghĩ tới vị nữ thần này thế mà cũng ở đây. Dis, bây giờ ta cảm thấy rất tò mò về mục đích mà cung điện này được xây dựng. Thần Vĩnh Hằng xem nơi này như đại bản doanh để trỗi dậy sau khi quay trở về sao? Lão Hoven cùng Dis và phía bên ngoài cũng không cùng thuộc một dòng thời gian, ở bên ngoài thì hai vị thần cũng đã bắt đầu đối thoại. Lin Can mở miệng nói, cho dù ngươi là tân chủ thần của thế gian thì cũng không nên khinh nhờn bá chủ Vĩnh Hằng như thế. Thần trật tự không để ý đến cô ta, thậm chí, sự ngăn cản do Lin Can xuất hiện cũng chỉ đứng trên góc nhìn của cô ta. Trên thực tế thì tần suất bước chân của thần trật tự trên căn bản cũng không thay đổi. Sau khi Lin Can nhắm mắt lại, cô ta xuất hiện ở phía trên thần trật tự. Trong khoảnh khắc khi Thủy Thần Quốc mở ra, dao găm gợn sóng thì đâm về phía sau lưng thần trật tự. Nhìn thì có vẻ giống như một chiêu đánh lén vô cùng thông thường, trên thực tế là đã bỏ qua khí thế mãnh liệt cùng sự va chạm và nghiền ép giữa sức mạnh quy tắc của hai vị chủ thần. Mà chiêu đánh lén của Lin Can ở trong mắt của thần linh bình thường thì càng đáng sợ hơn so với việc tấn công từ phía chính diện. Nhưng mà, thần trật tự vẫn không dừng bước lại, hắn chỉ nhấc cánh tay trái lên vung về phía sau. Cái tay kia phá qua Thủy Thần Quốc, xuyên thủng vô số dòng sông, cuối cùng bóp lấy cổ của Lin Can. Ngay sau đó chỉ dùng một động tác đơn giản là bóp nát. Ầm. Cơ thể của Lin Can xuất hiện vết rạn nứt trên diện tích lớn, sau đó ngay lập tức vỡ nát. Sóng thần dữ dội tràn ra, dòng lũ kinh khủng điên cuồng càn quét. Cho dù Hoven không ở trong cùng, chiều không gian cũng cảm giác được áp lực vô cùng đáng sợ. Dis đặt lưỡi hái chiến tranh ở trước ngươi, chuẩn bị chia cắt dòng sóng nước vốn không nên tồn tại và tác động lên mình. Nhưng mà sau khi thần trật tự bóp cổ Lin Can, thuận thế mà hơi vung tay một chút. Những cơn sóng thần và dòng lũ càn quét xung quanh đều bị đẩy sang một bên, khiến cho khu vực phía sau mình không còn bị gì tác động đến. Lão Hoven trừng mắt nhìn, nói, Dis, sao ta cảm thấy thần trật tự các ngươi giống như là đang cố ý che chở chúng ta? Dis thu hồi thanh lưỡi hái, không phải. Lão Hoven kiên trì nói, đúng là đang che chở chúng ta, ngươi nói xem, hắn có biết rằng hai chúng ta là ông của hắn không? Hắn là hắn, Karen là Karen. Không có gì khác nhau quá lớn, cũng như ngươi họ Imerais, cháu trai của chúng ta cũng họ Imerais. Trong mắt người ngoài thì rất dễ dàng để biến thành lão Imerais và tiểu Imerais.
Dis nói, ta càng cho rằng hắn chỉ đang che chở cho tín đồ trật tự. Lão Hoven cười cười, nói, dựa theo sự hùng mạnh mà thần trật tự thể hiện ra bây giờ để suy đoán thì đây là đang trong khoảng thời kỳ cuối của kỷ nguyên trước, thần trật tự đã trở thành bá chủ. Thật là quá kinh khủng, Lincoln cứ thế mà bị bóp chết à? Khó trách hắn có thể trắng trợn tàn sát thần linh trong thời kỳ cuối của kỷ nguyên trước, ngay cả cấp bậc chủ thần đặt trong mắt hắn có lẽ cũng không có gì khác biệt so với gia cầm. Sau khi Lincoln chết đi, đài phun nước yên tĩnh, chỉ còn lại một đầm nước yên tĩnh. Thần trật tự đi về phía thần tọa thủy tinh kia, đột nhiên, một vòng sáng màu đỏ và một vòng sáng màu tím xuất hiện ở hai bên thần trật tự, sức mạnh quy tắc đậm đặc bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Lão Hoven, còn có hai vị thần linh hùng mạnh khác, bọn hắn là. Thần trật tự vươn hai tay ra, một tay hướng về một vòng sáng, vô số xiềng xích trật tự bay ra giam cầm và phong tỏa hai vòng sáng kia ở trong chính thần quốc của chúng. Ngay sau đó, thần trật tự kéo hai tay về. Thần quốc màu đỏ và thần quốc màu tím bị phương thức thô bạo này kéo đi. Bục, thần trật tự vỗ tay một cái. Ầm. Hai thần quốc va chạm vào nhau, hào quang rực rỡ chói mắt lại tràn ra lần nữa, mang đến sóng chấn động kinh khủng tựa như thiên tai tận thế. Nhưng mà phần lớn những sóng chấn động này đều bị thần trật tự ngăn cản ở phía trước. Lần này, thậm chí không cần Dis lấy ra lưỡi hái chiến tranh để phòng thủ thì đã có thể bảo đảm phía bên mình an toàn. Ngược lại là khổ lão Hoven, bọn hắn là ai? Là người bác học nhất trên đời này, lão Hoven cũng phải trông thấy cụ thể thần linh thì có được manh mối cần thiết để xác định thân phận của bọn hắn. Nhưng vấn đề là hai vị thần kia còn chưa kịp xuất hiện thì đã ngã xuống. Nhưng lão Hoven cũng biết cách tìm mặt mũi, lúng túng nói, ít ra thì ta đã biết được mấy cái động tác kia của Ranedan rốt cuộc là đang bắt chước ai. Bên trong tòa cung điện này ít nhất đã từng có ba vị thần tồn tại, mặc dù bọn hắn bị thần trật tự tiêu diệt rất dứt khoát nhưng vẫn không cách nào phủ nhận sự hùng mạnh của các vị thần này. Giống như Ukunga không có khả năng chống trả khi đứng trước mặt Dis, nhưng nếu đặt hắn trong nhóm các trưởng lão thần điện thì thật đúng là thuộc loại ưu tú. Sau khi giải quyết hết tất cả trở ngại, thần trật tự ngồi lên thần tọa màu xanh lam kia. Thần tọa này là chỗ ngồi của thần Vĩnh Hằng. Thần trật tự nhìn về phía trên cung điện, ánh mắt tựa như đang tìm hiểu ngược dòng thời gian. Giống như hai vị bá chủ cách xa nhau một kỷ nguyên đang tiến hành một loại cảm ứng nào đó. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 3065, Tam Đại Thần Bá Chủ, A. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi thứ bên ngoài đều chìm vào màu đen tĩnh mịch, tất cả sự thăm dò bên ngoài đều không thể xâm nhập. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, chờ đến khi màu đen từ từ tan đi, thần trật tự cũng từ từ đứng dậy, bắt đầu đi ra ngoài. Trên đường, thần trật tự lại đi ngang qua Dis, thần, lại dừng bước. Hắn giống như là đang suy tư, lại hình như đang do dự. Tựa như sau một khắc nữa thì hắn sẽ nói gì đó, cũng chính là ban xuống thần dụ. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn không nói gì, tiếp tục đi ra ngoài. Tiếng chuông vào lúc này cũng tiếp tục vang lên. Chiều không gian đang bị ngưng động giống như lại khôi phục dòng chảy. Lão Hoven hỏi, Dis, chúng ta còn tiếp tục quay ngược dòng sao? Hay là trở về hiện thực? Nếu như tiếp tục quay ngược mà nói thì có cơ hội có thể trông thấy tòa cảnh tượng khi tòa cung điện này được xây dựng, có khả năng nhìn thấy mục đích thật sự mà nó được kiến tạo. Nhưng xem ra bây giờ cũng đã không có quá nhiều ý nghĩa, mặc kệ mục đích của nó là cái gì thì thần trật tự cũng đã đến đây để phá hủy nó. Ánh mắt của Dis vẫn nhìn về phía thần tọa màu xanh lam kia, Hoven, ngươi có thể duy trì trạng thái ngưng động này sao? Ngươi đang nói gì đấy? Sao ta có thể làm được? Trong tay của ta chỉ là đang thao túng một con rối, cái con rối này cũng không có khả năng để gánh chịu áp lực lớn đến như thế. Không cần quá lâu, chỉ cần một hồi, để tốc độ vận chuyển của nó chậm lại một chút, ta chỉ cần một chút xíu thời gian. Dis, ngươi là muốn? Ánh mắt của lão Hoven chừng một cái, lúc này gào lên, ngươi điên rồi. Ngươi muốn ngồi lên trên thần tọa sao? Dis nhẹ gật đầu. Này này, ông bạn già, khi ngươi đối mặt với thần trật tự thì ta cho rằng đây là bởi vì sự kiêu ngạo và quá khứ của ngươi cho nên ta sẽ không khuyên can ngươi. Bởi vì ta hiểu ngươi,
Nhưng sau khi đối mặt xong với thần thì ngươi cũng không nên thử ngồi lên thần tọa mà thần đã ngồi đấy chứ. Bây giờ dù sao ngươi cũng không phải là thần, ngươi có thể truy cầu sự bình đẳng với thần trên mặt nhân cách, nhưng thật sự cũng không cần thiết phải đi làm chuyện tương. Tự với một vị chủ thần, ông bạn già của ta, chúng ta không cần thiết phải hơn thua như vậy. Ta không phải đang hơn thua với ai, chẳng qua là ta cảm thấy. Nếu như ta có thể ngồi lên thì sẽ có thể có cơ hội để biết được thần trật tự và thần vĩnh hằng đã từng thông qua nơi này mà trao đổi việc gì. Sau đó thì sao? Ngươi muốn viết một quyển sách rồi đặt tên là Bí mật không muốn để ai biết giữa trật tự và vĩnh hằng à? Dis trầm mặc. Lão Hoven tiếp tục khuyên, nghe ta, ông bạn già, ta biết nằm ngủ say trên giường vài năm đối với ngươi mà nói thì trong lòng đã tích lũy rất nhiều ấm ức muốn giải tỏa ra ngoài. Ta cũng cảm động lây với loại cảm giác này, dù gì thì điều kiện sống của ta so với ngươi thì cũng tệ hơn rất nhiều. Ta cũng không có mấy đứa con tốt như Mason và Winnie dọn dẹp săn sóc mỗi ngày, nhưng ngươi cũng không nên. Ta muốn báo tin này cho cháu ta biết, nhưng ngươi cũng không nên nói cho ta biết trễ như vậy bởi vì nó cũng là cháu của ta. Tốt, bắt đầu. Lúc lão Hoven còn sống đã rất khó kiềm chế vì tiếng gọi ông nội của Karen, hiện tại chỉ có thể nói càng thêm không cách nào cự tuyệt. Cũng càng thêm khao khát, ngoại trừ sự hưởng thụ trên mặt tinh thần thì còn có nhân tố hiện thực. Lão Hoven chỉ là một trang bình thường trong quyển bút ký này, lão cần sự thừa nhận từ bên ngoài để tiếp tục có được quyền khống chế quyển bút ký này và duy trì sự độc lập của bản thân. Không có gì có thể so sánh được với sự khẳng định của thần trật tự. Có thể nói rằng là trên mặt phương diện và cả sinh lý thì lão Hoven đều không thể thoát khỏi sự tán đồng thân phận của Karen. Con rối màu trắng quỳ rạp dưới đất, dưới chân lão Hoven xuất hiện một vòng sáng trận pháp, vô số sợi tơ tràn ra từ bên trong, hai tay của lão Hoven đang nhanh chóng chuyển động điều khiển cách cục xung quanh. Mà bên trong quyển nhật ký cũng có những cánh tay ngươi, cánh tay yêu thú thậm chí là tay của thần vươn ra cùng hỗ trợ tính toán và điều khiển. Lão Hoven bây giờ không phải là đang làm việc này một mình, lão phát động tất cả những người trong cuộc có thể phát động được ở trong quyển bút ký. Thời gian dần trôi qua, tốc độ chảy ở phía ngoài vốn đang khôi phục lại dần chậm lại. Dis, ta không biết ta có thể duy trì được bao lâu, ta sẽ bị hao tổn rất lớn, kết quả tốt nhất là ta phải trở lại trong bút ký để nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Kết quả xấu nhất đó là quyển bút ký này sẽ biến thành một tờ giấy trống không bởi vì hành động của ta bây giờ. Dis vừa bước đến thần tọa vừa an ủi, ta tin tưởng thần nguyên lý vĩ đại. Lão Hoven mắng, cái đám trật tự các ngươi đều là như vậy, chỉ khi cầu xin chúng ta làm việc thì miệng mới có thể nói ra mấy lời dễ nghe. Dis đi đến trước thần tọa, quay người đưa lưng về phía thần tọa, không chần chừ, trực tiếp ngồi xuống. Trong chớp mắt khi ngồi xuống thì linh hồn bắt đầu thiêu đốt, ánh sáng của sự thiêu đốt ấy phủ lên mọi thứ xung quanh một màu đen kịt. Một giọng nói truyền ra, giống như là một tiếng thở dài, để cho bóng tối vô định kia nhộn nhạo lên vô số gợn sóng. Với sự cai quản của Vĩnh Hằng, ta sớm đã cảm thấy cô độc, kỷ nguyên không có đối thủ thật sự là quá buồn tẻ. Bởi vậy, ta trục xuất bản thân mình, ta hy vọng đến lúc mình trở về, ngươi đứng trước mặt ta cũng đừng để ta thất vọng. Ngươi có thể xoay người sang chỗ khác, hướng mặt về cùng một phía với ta. À, ngươi đang sợ hãi sao, không dám đối mặt với ta. Ta càng lo lắng rằng ngươi sẽ thấy sợ mà không dám đối mặt với sự ồn ào náo nhiệt do ta tạo ra. Ồn ào náo nhiệt như thế nào? Ta sắp mở ra một kỷ nguyên vô thần. Ta rất chờ mong. Chương 3066, chủ ta giáng lâm, 1. Giọng nói biến mất, bóng tối tan đi. Dis ngẩng đầu, hắn phải tranh thủ thời gian rời khỏi thần tọa, bởi vì không chỉ có lão Hoven không kiên trì được quá lâu, chính bản thân Dis cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hai vị bá chủ kỷ nguyên hùng mạnh kia là lợi dụng quy tắc thời gian để tiến hành giao lưu vượt kỷ nguyên. Mà Dis làm người dự thính không chỉ cần phải gánh chịu áp lực đáng sợ trên lý luận mà sẽ càng bị quy tắc thời gian phản phệ lại. Nếu như nguyên nhân trước thì còn có thể gánh vác được, vậy thì thứ ở đang chờ đợi hắn ở đằng sau rất có thể sẽ là sự ô nhiễm của thời gian mà ngay cả thần linh cũng phải sợ hãi. Nhưng mà khi Dis mở mắt ra, lúc chuẩn bị đứng dậy thì Dis bỗng nhiên trông thấy ở đằng trước mặt mình có một bóng người vĩ ngạn. Hắn rõ ràng đã rời đi, cũng bởi vì hắn đã rời đi cho nên chiều không gian này mới có thể chấm dứt việc ngưng động, lão Hoven mới cần cố gắng toàn lực để duy trì. Nhưng bây giờ, hắn lại xuất hiện ở nơi này.
là do lão Hoven cố gắng quá mức nên để cho cảnh tượng trước đó lại hiện ra nữa sao? Nhưng cho dù lão ông bạn già đã quen biết cả nửa đời người, dù cho Dis rất có lòng tin về năng lực của lão Hoven, nhưng Dis vẫn không cho rằng lão Hoven có đủ khả năng để làm đến mức đó. Với những sự việc liên quan đến thần trật tự thì xem như là chính bản thân thần nguyên lý đến đây cũng không thể cưỡng ép can thiệp vào. Như vậy thì chỉ còn một khả năng, hắn rời đi, sau đó hắn lại quay trở về. Thần là cao ngạo, phần lớn bọn hắn đều có tính cách lạnh nhạt, cấp độ sinh mệnh cực cao để bọn hắn rất khó có tình cảm như con người, thần bá chủ của một kỷ nguyên thì càng như vậy. Mà loại động tác rời đi rồi lại quay về này rõ ràng không phù hợp với phong cách hành vi của hắn, chỉ có thể là vì nguyên nhân nào đó đã thúc đẩy hắn trở về. Thần trật tự đưa tay ra về phía Dis. Lúc này, Dis đang ra sức để đứng dậy, có thể nghĩ được rằng một khi tay của thần trật tự chạm đến thì cho dù chỉ là đẩy nhẹ một cái cũng đủ để cho Dis ngồi trở lại thần tọa. Đây chính là sự hùng mạnh của một vị bá chủ kỷ nguyên, thậm chí hắn có thể giết người xuyên qua rào cản của một kỷ nguyên. Mặc dù trong việc này có quá nhiều nhân tố trùng hợp thúc đẩy cùng với tác dụng tự hoàn cảnh đặc thù, nhưng trong chớp mắt đó thì quả thật hắn có thể làm được vậy. Nhưng mà động tác đẩy kia cũng không xuất hiện. Tay của thần trật tự bắt lấy bả vai Dis, làm động tác nhấc về phía sau. Dis không có cảm giác được ngón tay của đối phương, quần áo cũng không xuất hiện một chút nếp nhăn nào, nhưng có một nguồn lực vô hình xuất hiện đã kéo hắn ra khỏi thần tọa. Lão Hoven hô lớn, trời ạ, sao hắn lại quay trở về rồi? Vừa dứt lời thì áp lực đáng sợ lại xuất hiện, cơ thể của lão Hoven bị ép phải nén lại, cuối cùng chui vào bên trong bút ký. Quyển bút ký kia lơ lửng giữa không trung, chờ đến khi thần trật tự xuất hiện ở trước mặt nó thì nó giống như là một con yêu thú có linh trí mà bắt đầu kêu rên theo bản năng. Thần trật tự đặt tay lên quyển bút ký. Chỉ trong nháy mắt thì chiều không gian sắp phải sập đổ khi nãy lại tiến vào trạng thái ngưng động. Dis bước tới, quyển bút ký nguyên lý kia bị xê dịch đến trước mặt, mà tay của thần trật tự vẫn đặt lên trên trang bìa, nhưng lại chỉ bao trùm một nửa. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Dis mở miệng nói, ta hiểu ý của ngươi, Hoven, phối hợp với hắn. Dis duỗi tay mình ra rồi đặt lên một nửa còn lại của quyển bút ký. Các trang giấy vàng óng trong quyển bút ký nguyên lý bắt đầu điên cuồng tràn ra ngoài, bọn chúng tiến hành bao phủ bốn phía xung quanh, từng đoạn văn tự hiện lên ở phía trên với tốc độ khó mà tin nổi. Lúc thần trật tự đi vào tòa cung điện này thì đã để ý đến ánh mắt đang nhìn về phía mình cách đó không xa phân tách bởi một kỷ nguyên kia. Quy tắc vĩnh hằng khiến cho tòa cung điện này có hoàn cảnh thuộc tính đặc thù nào đó, có thể hiểu rằng nó như một hòn đảo hoang tồn tại trên thế gian này. Mặc dù nó không cách nào tiến lên và lùi lại, nhưng đứng ở chỗ này thì càng dễ dàng quan sát và đo đạc hơn. Những dòng chữ hiện lên trên trang sách kia là góc nhìn của Dis, là suy nghĩ và những thứ đang thấy được vào lúc này. Bình thường thì chỉ có người trong quá khứ viết thư cho người ở hiện tại, hoặc là người ở hiện tại viết thư cho người ở tương lai, lần này thì là người ở hiện tại đi viết thư cho thần ở quá khứ. Thần trật tự muốn nhìn xem thế giới sau kỷ nguyên. Không phải tiên đoán, không phải xem bói, không phải thông qua việc nắm giữ quy tắc thời gian để nhìn trộm một góc từ trong dòng sông thời gian mà muốn nhìn cho thật kỹ. Đây chính là nguyên nhân mà hắn quay trở lại. Bất cứ thứ gì nhìn giống như là quy luật định lý thì sau khi dính líu đến thần thì đều sẽ phát sinh các sự méo mó không thể tưởng tượng được. Thần trật tự hẳn là vì thế mà đã trả một cái giá cực lớn, nhưng hắn không quan tâm, thậm chí tất cả đều là thứ yếu, điều kiện tất yếu là người đang gánh chịu ánh mắt của mình cũng nhất định phải thỏa mãn yêu cầu. Đầu tiên, hắn phải vừa đủ mạnh và vừa đủ trẻ. Tiếp theo, hắn phải là tín đồ trật tự. Quan hệ chủ thứ cũng không thay đổi, bởi vì kỷ nguyên này dưới sự ngăn cách của hắn nên đã mất đi con đường để thành thần, ngay cả việc ngưng tụ ra mảnh vỡ thần cách đều trở nên vô cùng gian nan. Dis đủ mạnh, Dis cũng đủ trẻ tuổi, mặc dù đã làm ông nội nhưng tuổi của Dis đặt vào trong các trưởng lão thần điện, dùng lời mà Ukunga hình dung City để nói thì đó chính là đang lúc tuổi còn nhỏ, hắn có thể chịu đựng được, không đến mức dùng một lát thì sẽ tan nát, cơ thể và linh hồn lập tức trở nên suy bại, trở thành vật chỉ dùng được một lần. Lúc trước khi ngồi xuống thần tọa đối mặt đã là sự kiểm tra rõ ràng nhất. Quan trọng nhất đó là cái công việc này cần người viết thư phối hợp vô điều kiện. Dis lựa chọn phối hợp cũng không phải là bởi vì đây là thần trật tự thì mình nhất định phải phục tùng mọi yêu cầu. Mà nguyên nhân cũng giống như khi Dis lựa chọn ngồi lên thân tọa khi nãy,
vì cháu của mình. Phòng sách lầu 3 căn biệt thự số 13 phố Min. Karen đang ngồi đằng sau bàn đọc sách của ông nội để xử lý văn kiện được đưa đến thì tự nhiên phát giác được túi áo thần bảo bỗng nóng lên. Anh đưa tay rút tờ giấy màu vàng mà ông Hoven để lại cho mình ra. Trang giấy bắt đầu bay bồng bềnh rồi tản ra vầng sáng tràn đầy thần tính, giống như là đang tiến hành một loại liên hệ thần bí nào đó. Chữ viết đang hiện ra ở phía trên với một tốc độ vô cùng đáng sợ, không phải chữ Marley mà là chữ viết của thần giáo. Những văn tự này lít nha lít nhít, xuất hiện giống như biển cả trút nước xuống. Nhưng hàng chữ cũng không có quan hệ với bất cứ thứ gì, có rất nhiều từ viết tắt. Karen thử đọc hiểu nó, anh có vẻ đọc hiểu được một chút nhưng ngay lập tức đã cảm thấy hoa mắt choáng đầu. Thông tin truyền tải bởi những chữ viết này ngay cả linh hồn của anh đều khó có thể chịu đựng. Ông Hoven, rốt cuộc muốn truyền tin gì cho ta? Karen không biết rằng rốt cuộc hai người ông nội của mình đã tiếp dẫn thứ gì ở trong tòa cung điện vĩnh hằng nơi vùng đất cực hàn kia. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Min của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3067, Chủ ta giáng lâm, 2. Cung điện Vĩnh Hằng, tất cả ánh sáng và bóng tối đều đang nhanh chóng chảy về, nhanh chóng kéo duỗi lại các nếp uốn, sự bình tĩnh Vĩnh Hằng lại trở về. Dis từ từ ngẩng đầu, mở mắt ra, trong tròng mắt không thể hiện ra một chút cảm xúc nào, quyển bút ký của thần nguyên lý kia thì đang được cầm trong tay. Dis bước về phía ngoài cung điện, nhưng sau khi đi được một khoảng thì dừng bước. Xoay người, hướng mặt về phía trong cung điện, ánh mắt của Dis đảo qua bốn phía, trầm giọng nói, cha bác. Một bóng đen to lớn chảy từ phù điêu ở phía trên xuống, lộ ra gương mặt giống như một tên. Khí tức mạnh mẽ tản ra khắp nơi. Bên trong tòa cung điện này đã từng phong ấn không ít ma thần, ngay cả chủ thần cũng có ba vị. Nhưng bởi vì thần trật tự đã từng đến nơi này, phần lớn các tiểu thế giới và ma thần đều bị tiêu diệt. Những vong hồn và tàn niệm còn sót lại kia sau khi trải qua quá trình chém giết và tự nuốt chửng nhau trong một kỷ nguyên thì kẻ thắng cuối cùng chính là nó, cha bác. Bóng đen đã hoàn toàn chảy xuống từ bức phù điêu ở trên, hóa thành một gã hề khoác trên người tấm áo choàng màu đen. Ta vốn là muốn để cho ngươi tùy ý rời đi, cũng không có ý định cưỡng ép giữ ngươi ở lại đây, nhưng ngươi không nên chủ động buông lời khiêu khích ta. Lần trước ngươi có thể vào đây và mang người rời khỏi là bởi vì lúc ấy ta đang bị nơi này kiềm chế, là do ngươi. May mắn mà thôi. Dis mở tay ra, lưỡi hái chiến tranh xuất hiện. Lần này khi lưỡi hái chiến tranh xuất hiện thì trong nháy mắt nó trở nên vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí tự kích hoạt cấm chế bí mật bên trong. Dis cầm nó trong tay tự như thần chiến tranh đang tự mình sử dụng. Khuôn mặt tựa như một gã hề của cha bác không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, nhưng sâu trong nội tâm nó đang run rẩy. Nó vẫn luôn đang quan sát tình hình nơi này, chỉ có điều sau khi Dis tiến vào thì đã mất đi hết tất cả cảm ứng. Chờ đến khi Dis lại mở mắt ra rồi xuất hiện trong cung điện, từ trong tiềm thức nó cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh. Nhưng đối mặt với sự khiêu khích trực diện của Dis thì nó vẫn xuất hiện, bởi vì nó tự tin rằng ở trên đời này không có ai có thể giết được mình. Chỉ có thần hùng mạnh mới có cơ hội, mà từ trong trí nhớ của đám thần quan trật tự năm đó thì nó đã biết được sự thay đổi đặc biệt của kỷ nguyên này. Đây là thế giới, không có thần. Mặc dù trật tự thần giáo từ bỏ việc điều tra nơi đây, nhưng cha bác vẫn luôn cố gắng để thoát khỏi sự giam cầm của tòa cung điện Vĩnh Hằng, nó khát vọng được nắm lấy thế giới tươi non này. Dis đâm lưỡi hái đến, xuyên thấu qua vách ngăn trước người cha bác, đâm vào cơ thể nằm ở giữa sự chân thực và hư ảo của cha bác. Cha bác cúi đầu xuống, nhìn xem lưỡi hái đang cắm trên ngực mình, cười nói, đây là một món thần khí rất không tệ. Đáng tiếc, chỉ khi thần khí nằm trong tay của thần thì mới có thể phát huy ra uy lực thật sự của chúng. Sau một khắc, cơ thể của cha bác bắt đầu rạn nứt, vết thương nhanh chóng tràn ra xung quanh, cùng với đó thì trạng thái tồn tại của nó cũng nhanh chóng tan rã. Không, việc này sao có thể, sao lại có thể như vậy? Thứ đáng tự hào nhất giúp nó có thể trở thành kẻ thắng cuối cùng trong quá trình chém giết và nuốt chửng nội bộ suốt cả kỷ nguyên chính là cơ thể bất tử này. Thế nhưng vì sao bây giờ lại thành ra như thế? Dis không có trả lời, tay phải từ từ rút lưỡi hái về. Tay trái mở ra, từng mảnh vỡ thần cách xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó những mảnh vỡ kết hợp lại với nhau để tạo thành một thần cách hoàn chỉnh.
Nhưng nếu như quan sát thần cách này một cách cẩn thận thì có thể phát hiện dấu vết ghép nối trên thần cách. Đây là thần cách bị một ý niệm hùng mạnh gượng ép để tạm thời kết hợp chấp nối lại. Cơ thể của cha bác đang dần tan rã, đôi mắt của nó đang nhìn chằm chằm vào khối thần cách kia. Ngay sau đó, nó giống như đã chợt hiểu ra điều gì, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ mà nhìn về phía Dis. Ngươi là... Câu nói kia đến cuối vẫn không thể thốt ra một cách hoàn chỉnh. Nó đã chết một cách triệt để, trải qua cuộc chém giết suốt một kỷ nguyên không nhìn thấy ánh mặt trời. Cơ hội rời khỏi nơi này để hướng về thế giới tự do vô thần cứ như vậy mà kết thúc ngay trước mắt. Đây quả thật là sự trào phúng vô tình nhất của vận mệnh. Lưỡi hái trong tay Dis biến mất, thần cách lại quay trở về trong cơ thể, xoay người, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cái bãi vật chất ở trên sàn kia thêm một chút nào. Giống như là khi một người bước đi cũng sẽ không quan tâm mình có vô tình dẫm chết con kiến nào đó trên đường hay không. Cung điện vĩnh hằng của một kỷ nguyên trước. Thần trật tự đang đứng ở đó lật xem quyển bút ký trong tay, chữ viết lạnh lẽo, là vật vô tri vô giác nhưng lại có thể làm cho người ta cảm thấy cảnh tượng sinh động như người trong cuộc. Điều này đã không còn liên quan gì với phương thức hành văn, bởi vì lượng tin tức khổng lồ ở trong đã đủ để miêu tả và khắc sâu về hiện thực. Hắn nhìn thấy thứ Dis đang thấy, hắn nghe được âm thanh Dis đang nghe, suy nghĩ của hắn cũng là suy nghĩ của Dis. Khuyết điểm duy nhất đó là bản bút ký này thiếu mất một trang. Mặc dù cũng không ảnh hưởng đến cảm giác trải nghiệm chỉnh thể, nhưng sự thiếu thốn này lại khiến cho thần cảm thấy có chút không thoải mái. Bởi vì hắn cảm giác được rằng trong một trang này rất có thể sẽ ẩn giấu đi một thứ gì đó mang tính then chốt. Cũng không biết một trang này rốt cuộc đang ở đâu. Cha bác. Ánh mắt của thần trật tự liếc một chút vào trong góc khuất, những ma thần trốn thoát khỏi các tiểu thế giới đã sụp đổ vào lúc này đang nấp trong góc khuất mà run lẩy bẩy. Hắn rõ ràng trong đám đó sẽ có một ma thần tên cha bác. Hắn vốn khinh thường sự tồn tại của nó, nhưng bây giờ hắn biết, hắn muốn giết nó. Thần trật tự từ từ giơ tay lên, hắn có thể bóp chết cái con ma thần cha bác kia ngay lập tức. Để cho an toàn thì hắn thậm chí có thể triệt để quét dọn đến tận góc khuất cuối cùng của tòa cung điện vĩnh hằng này. Cuối cùng lại dùng thần quang để tiến hành gột rửa, đề phòng khả năng rằng sau khi tiêu diệt cha bác thì ý thức hỗn loạn sau cuộc chém giết của những ma thần kia sẽ tạo ra một thứ khác, để cho cung điện này không còn khả năng tạo ra bất cứ thứ tà ma ô nhiễm nào. Để cho thời gian vĩnh viễn để lại một vết sẹo ở nơi này, cho dù muốn phục hồi thì cũng không thể. Hậu quả của việc làm như vậy, đó là sau một kỷ nguyên nữa thì khi đoàn thăm dò kia đến nơi này cũng sẽ không gặp phải sự thịnh nộ của một ma thần, đoàn thăm dò đó cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Mặc dù việc thay đổi tương lai này sẽ để cho hắn tiếp nhận một cái giá phải trả vô cùng đáng sợ, nhưng hắn cũng không ngại. Chỉ cần kẻ nào có thể hoàn thành nhiệm vụ viết thư, vậy thì hắn sẽ ban thưởng cho kẻ đó. Đây là lời hứa hẹn của trật tự, là thứ quý giá nhất được công nhận trong kỷ nguyên trước. Chương 3068, chủ ta giáng lâm, A. Dis đi ra phía ngoài cung điện vĩnh hằng. Denison đang mặc trên người bộ áo từ da tuyết thú, ngồi xổm ở chỗ đó chờ đợi, phía sau hắn là một cái lều vải nhỏ. Ngài ra ngoài sớm vậy sao? Denison rất kinh ngạc mà hô lên một tiếng, sau đó lập tức chạy tới. Hắn vốn cho rằng mình sẽ phải chờ rất lâu, thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn rằng nếu Dis không ra ngoài được thì mình cũng vừa lúc yên nghỉ ở nơi này. Thế nhưng mà Dis lại ra ngoài sớm hơn dự tính của hắn. Ngài đã làm xong chuyện của mình sao? Dis không có trả lời. Denison không còn dám hỏi, hắn nghĩ lầm rằng Dis không có hoàn thành mục đích của chuyến đi này, hoặc có lẽ là càng không thể đi vào bên trong tòa cung điện kia, nếu mình tiếp tục hỏi thì cũng không tốt lắm. Chúng ta trở về đi. Dis vẫn không đáp lời. Denison chỉ nghĩ rằng là do tâm trạng của Dis không được tốt. Hắn yên lặng lấy ra một quyển trục, ném xuống nền tuyết. Rất nhanh, một con thằn lằn băng bỏ lên. Xin ngài bước lên. Dis không có bước lên con thằn lằn băng, mà là giơ tay lên. Giống. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm vang vọng vùng đất tuyết này. Một con cự long toàn thân vàng óng bay lượn ra từ trong đống tuyết. Sau khi lượn trên không trung một vòng thì bắn một vòng ánh sáng xuống dưới mặt đất. Denison sợ đến nỗi ngồi bệt xuống đất. Hắn không cách nào tưởng tượng ra được thứ quyển trục triệu hồi cấp bậc nào mới có thể triệu hồi ra thứ đáng sợ như vậy. Hắn lại lập tức bò người dậy, vừa lúng túng vừa khó hiểu. Thật ra thì sự lúng túng của hắn cũng rất bình thường,
bởi vì hình tượng con rồng này gần như là một bản thu nhỏ của Long Thần phản nghịch. Chỉ là chỗ mắt rồng trống không, có nghĩa rằng nó chỉ là một con rối được tạo ra dựa trên hình tượng của Long Thần phản nghịch. Dis đi vào bên trong vòng sáng, Denison do dự một chút, vẫn cùng bước vào trong. Sau đó, Denison phát hiện mình bị ánh sáng trắng bao khỏa, sau chớp mắt thì hắn đã xuất hiện phía trên lưng rồng. Đây là trận pháp dịch chuyển. Một con rồng được triệu hồi ra, chiếu một vầng sáng xuống thì đã tạo ra một trận pháp. Denison có chút khó khăn mà nuốt ngụm nước bọt, rốt cuộc cha của Ialu là một vị đáng sợ đến giường nào. Cự long dựng lên một vòm sáng, không chỉ có chống cự lại gió tuyết mà còn để thời tiết phía trên nó thay đổi thành bầu trời tươi sáng. Cứ như vậy đã để cho quãng đường cần tốn cả một ngày để di chuyển rút ngắn xuống trong thoáng chốc. Khi cự long đáp xuống đất, thì tất cả thần quan trong trạm gác đều bị kinh hãi, nhưng bọn hắn vẫn dựa theo huấn luyện diễn tập hàng ngày của đội trưởng mà kích hoạt trận pháp phòng ngự. Ngay cả thần quan đầu bếp có địa vị cao nhất cũng buộc tạp dề lên, tay trái cầm quyển trục, tay phải cầm cái muôi, chuẩn bị kỹ càng. Vù, sóng khí càn quét cuốn tuyết bay lên đầy trời. Trong màn tuyết có hai bóng người bước ra, là đội trưởng. Đội trưởng trở về, đội trưởng còn sống trở về. Dis đi vào trạm gác, không có chào hỏi, trực tiếp đi đến trong vòng sáng của trận pháp dịch chuyển. Mấy thứ đồ của ta trong kho hàng còn xin ngài chuyển lại cho. Dis không phản ứng gì với Denison, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển về phía dưới. Trận pháp dịch chuyển khởi động, Dis biến mất tại chỗ. Đầu bếp giơ muôi lên, nghi ngờ nói, "A, đội trưởng, ngài ấy cũng không ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng đi sao?" Hô, rốt cục cũng đã trở về. Verdon về tới phòng làm việc của mình, ngồi trở lại sau bàn làm việc. Trong cơ thể của hắn có vết thương ngầm để lại năm xưa, rất sợ lạnh nhưng lại thích đồ lạnh. Vigulin đưa một ly bình su đến, phía trên là si rô dâu. Ngài vất vả rồi. Vẫn ổn. Vất vả thì cũng không vất vả. Công việc kết thúc tiếp theo ở thành phố La Giai là do Karen phụ trách. Bây giờ Karen còn ở lại nơi đó để tiến hành kiểm tra sau cùng. Mình thì về trước. Verdon vừa ăn bình su vừa nhìn về tờ báo nội bộ đặt trên bàn làm việc. Hắn nhìn thấy ảnh bìa là mình. Lúc ngón tay chạm đến thì ảnh chụp bắt đầu chuyển động, là cảnh tượng lúc mình dạy bảo Ranedan. Chỉ có điều là diện mạo của thần cũng không xuất hiện trong bức ảnh, chỉ là một bóng lưng mờ ảo. A, à, thằng nhóc này. Verdon mở ngăn kéo ra, trong ngăn kéo có để một phần tài liệu nghiên cứu về thân phận thần linh thật sự phía sau của Karen. Nhưng sau một lát, Verdon lại đẩy ngăn kéo vào. Được rồi, không tiếp tục đau đầu suy nghĩ chuyện này nữa, ít nhất thì trước mắt, hắn cũng không còn sức lực để đi làm mấy chuyện này. Cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy ra, Vigulin chạy vào với vẻ mặt sốt sắng, người cầm roi, xảy ra chuyện. Có người đang cưỡng ép trưng dụng trận pháp dịch chuyển ở các nơi của thần giáo, cũng tương tự như lần trước. Verdon lập tức đứng người lên, bởi vì lần trước khi việc này xảy ra chính là do cái vị tạo ra sự kiện nguy cơ phố Minh trước đó không lâu. Mặc dù mình còn không tới kịp đến thần điện để chiêm ngưỡng, nhưng cũng đã thông qua hệ thống tình báo trong thần điện mà biết tình trạng thảm hại của thần điện bây giờ. Bây giờ lại có thêm một người như thế nữa à? Hay là cùng một người? Ở trong văn phòng của Verdon, trận pháp dịch chuyển được ở trên một khối băng phía trước bàn làm việc bỗng sáng lên. Vigulin quay đầu nhìn về phía đó, nơi đó vốn là trận pháp dịch chuyển riêng trong văn phòng người cầm roi, người ngoài vốn không có khả năng dùng nó để dịch chuyển đến đây. Trừ phi xin phép và thông báo với mình để chuẩn bị trước, sau đó mình lại trưng cầu sự đồng ý của người cầm roi thì mới có thể kết nối với trận pháp dịch chuyển này. Thế nhưng mà bây giờ trận pháp cũng đã được kích hoạt và tiến hành kết nối, người dịch chuyển đến đã cưỡng ép thay đổi bố cục của trận pháp, thế nhưng mà người này rõ ràng còn chưa dịch chuyển đến nơi này. Chẳng lẽ, hắn là vừa dịch chuyển đến và vừa tiến hành sửa chữa? Người cầm roi. Vigulin đưa tay vươn về phía cái chuông đặt trên bàn làm việc của người cầm roi nhưng lại phát hiện mình không thể với đến cái chuông này. Trong lòng Vigulin hoảng hốt, ngay cả nơi này mà đối phương cũng có thể khống chế trước rồi sao? Ngươi ra ngoài, đóng cửa lại, không cho phép bất cứ kẻ nào biết. Vâng, người cầm roi. Vigulin thở phào một cái, hóa ra là người chấp roi không để cho mình ấn. Sau khi cửa phòng làm việc được đóng lại không bao lâu thì Dis xuất hiện ở trên đỉnh băng kia. Giống. Đối mặt với kẻ ngoại lại lạ mặt bỗng dưng xuất hiện này, Augie phát ra một tiếng rồng gầm, cơ thể rồng to lớn bay ra từ trong đầm băng. Dis bước xuống từ trên đỉnh băng,
chân vừa lúc dẫm lên trên đầu Auji. Ầm. Auji hét thảm một tiếng, cả cái đầu rồng bị dẫm ngược xuống vào trong đầm băng, mặt nước bắt đầu ào ào nổi lên bọt máu. Dis bước thêm một bước thì đã xuất hiện ở trước bàn làm việc của người cầm roi. Mặc dù không có tự mình gặp Dis, nhưng Verdon vẫn nhận ra thân phận của vị trước mắt này. Hắn đương nhiên không có lựa chọn ra tay, cho dù đối phương cưỡng ép xâm nhập phòng làm việc của mình, vô cùng mạo phạm uy nghiêm của người cầm roi, nhưng ra tay. Điên rồi à, ngay cả thần điện mà người ta còn có thể tự do ra vào, huống chỉ là chỗ của mình. Mặc dù nơi này là tổng bộ của đòn roi kỷ luật nhưng lại không phải nơi tập trung tối đa lực lượng. Lực lượng có sức chiến đấu mạnh nhất của đòn roi kỷ luật ngược lại là đang ở trong bộ kỷ luật đặt tại đại khu thành phố York. Bởi vì Karen đã dẫn một nhóm thần quan tinh anh đến đó để thành lập bộ môn của mình. Ngài, sao ngài lại có hứng thú mà đến chỗ của ta rồi? Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3069, Chủ ta giáng lâm, 4. Dis không có trả lời, cúi đầu xuống, trận pháp dịch chuyển phía dưới bàn làm việc được khởi động. Đây là trận pháp dịch chuyển có thể kết nối trực tiếp đến chỗ của Đại Tế Tự, hơn nữa là quyền hạn dịch chuyển là ở chỗ Đại Tế Tự. Đại Tế Tự sẽ thường xuyên để phân thân dịch chuyển đến để truyền đạt công việc. Ngài đang, ta có thể giúp ngài thông báo trước. Ánh mắt của Verdon ngưng lại, bàn tay mở ra, thanh trường thương bán thần khí kia xuất hiện trong tay. Đối phương lại muốn thông qua chỗ của mình để đến chỗ của Đại Tế Tự ở thần điện công vụ. Vậy bất kể như thế nào thì mình đều phải ngăn cản, cho dù mình biết bản thân không phải là đối thủ của vị đang đứng trước mặt. Nhưng mà, Dis chỉ nhìn Verdon một chút. Uy áp khổng lồ đã để Verdon ngồi xuống lại. Trên ghế của mình, thanh trường thương trên tay kia cũng không cầm lên được. Ngay sau đó, trận pháp dịch chuyển kích hoạt, Dis biến mất. Mặc dù đây là trận pháp chỉ một phía có quyền hạn để dịch chuyển, nhưng rất hiển nhiên là đối phương có năng lực để thay đổi nó. Verdon thì vô cùng hoảng sợ mà nhìn xem thanh trường thương trong tay mình, phải biết rằng cho dù là khi mình đối mặt với Ranedan thì cũng chưa bị áp chế đến mức độ này. Hắn, đáng sợ như vậy sao? Trên bậc thang trước thần điện công vụ, Mobiteng dùng mu bàn tay che miệng mà ngáp một cái. Hắn rõ ràng trạng thái cơ thể của mình đã cách thời điểm suy thoái rất gần, mặc dù xem như bước vào thời kỳ suy thoái thì mình cũng có thể duy trì rất lâu, nhưng cũng đến thời điểm nên tìm kiếm người trong gia tộc để thừa kế vị trí này. Muri vốn rất thích hợp để tiếp nhận vị trí này của mình, nhưng bây giờ để nó đến nhận công việc của mình mà đứng gác thì trái lại là đang bóp chết tiền đồ của nó. Đúng lúc này, phía dưới bậc thang trước mặt, vòng sáng dịch chuyển xuất hiện. Hửm. Thông thường đều chỉ có Đại Tế Tự mới có thể thông qua trận pháp này mà rời đi, còn chưa từng thấy có ai dám đến đây từ chỗ này. Xem như là giáo đình muốn đến thì cũng phải đến chỗ đại sảnh trận pháp dịch chuyển chuyên dụng đặt ở phía ngoài giáo đình. Dis sở dĩ mượn đường từ trong văn phòng của người cầm roi cũng là bởi vì chỗ của hắn là con đường gần nhất. Dis bước ra từ trong vòng sáng. Là hắn. Mobiteng tay trái cầm khiên, tay phải nắm chặt đoản đao, hô to, bảo vệ. Tất cả hộ vệ bốn phía xung quanh lập tức tập kết về phía này, một nửa vây quanh Dis, một nửa khác thì đứng ở kết trận hai bên Mobiteng. Trên chiến trường ở vườn sinh mệnh khi đối mặt với trưởng lão của sinh mệnh thần giáo đánh lén, Mobiteng thế nhưng là có thể cứng trọi cứng với thế công của trưởng lão, nhưng bây giờ khi đối mặt với vị trước mắt này thì Mobiteng cũng không có lòng tin như thế. Phải biết rằng trong tay đối phương đang giữ lưỡi hái chiến tranh, mặc dù đối phương cũng không triệu hồi ra món thần khí kia. Dis đi đến bậc thang. Mobiteng giơ tay lên, ra hiệu không nên tùy tiện tấn công, mà từ từ lui quân lại, đồng thời hỏi, ngài muốn gặp Đại Tế Tự sao? Xin ngài chờ một chút, ta sẽ thông báo. Dis không để ý đến hắn, tiếp tục đi tới. Mobiteng nhìn bốn phía, ở bên ngoài, lực lượng bảo an của giáo đình đang nhanh chóng chạy đến, thế nhưng mà chút lực lượng ấy vốn cũng không đủ để đối phó với vị này. Lui ra, Đại Tế Tự xuất hiện ở bậc thang trên cùng. Vâng, Đại Tế Tự. Trong lòng Mobiteng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tránh người ra, bọn hộ vệ xung quanh cũng toàn bộ tránh ra. Sau khi nhìn thấy Norton, Dis cũng không lại tiếp tục đi tới. Norton thì chủ động đi xuống bậc thang, hỏi, còn cần gì nữa sao? Ta có thể giúp chuẩn bị. Dis nhìn Norton, khóe miệng mỉm cười.
Norton ngừng bước chân đi xuống bậc thang, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng, hắn đã nhận ra có chút gì đó không thích, hợp. Dis cũng không nói gì, quay người, đi xuống phía dưới, bước vào lại trong vòng sáng của trận pháp dịch chuyển. Hắn để chỉ để nhìn thoáng qua đại tế tự rồi rời đi. Không có mệnh lệnh của đại tế tự thì đương nhiên Mobiten sẽ không ra lệnh ngăn cản đối phương rời khỏi. Hắn ước gì bây giờ đối phương đi nhanh hơn một chút. Trận pháp lại khởi động, Dis biến mất. Trong lòng Mobiten thả lỏng, lập tức đề nghị đại tế tự mời ra lệnh để đoàn trưởng Đan điều ra một đội kỵ binh đến đây để tăng cường sức phòng ngự của giáo đình. Đại tế tự lắc đầu, không nhất thiết phải thế. Tất cả trận pháp dịch chuyển của trật tự thần giáo đều có thể bị Dis nắm giữ và mượn dùng. Bây giờ Dis có thể xuất hiện tại bất cứ khu vực nào mà thế lực của trật tự thần giáo ảnh hưởng. Hiện tại, hắn xuất hiện ở thành phố La Giai. Ánh mắt của hắn nhìn về một nơi trong vùng nội thành. Một tờ còn thiếu kia đang ở chỗ này. Thời tiết hôm nay thật tốt, tâm trạng cũng cực kỳ tốt mèo. Ball nằm trên lưng Kevin, một mèo một chó đang trên đường về nhà. Hai cái đuôi lớn nhỏ với màu sắc khác nhau vung vẩy với tần suất tương tự. Trong túi đeo của Kevin có chứa rất nhiều đồ ăn vặt, thậm chí còn có hai con cá tươi lớn. Sau khi trở lại làm thần thì Kevin có nhiều cách để mở rộng không gian của cái túi đeo, giúp Ball chứa đựng nhiều thứ hơn. Go! Ngươi hỏi ta vì sao không giết cô ta à? Ai nha, thật đúng là không nỡ giết cô ta, mặc dù bé Karen cho phép ta giết, nhưng vẫn quên đi, giữ lại cô ta vẫn còn tác dụng. Hoặc là đợi sau khi vết thương của cô ta khỏi lại hoặc sau khi ta hoàn toàn khôi phục cũng có đột phá mới thì còn có thể đến tìm cô ta để đánh một trận nữa, mèo. À, Dis về sớm như vậy sao? Bóng dáng của Dis xuất hiện ở đằng trước. Ball nhảy xuống từ trên lưng Kevin, chạy về phía Dis, ngươi có đến chỗ kia hay không vậy, mèo? Nhưng mà, Dis không để ý đến Ball, chỉ là nhìn thoáng qua Kevin trước đó đang chở Ball. Khi móng vuốt Ball sắp chạm đến giày của Dis, lại ngạc nhiên phát hiện Dis biến mất. Cần phải gấp gáp trở về gặp cháu trai như vậy sao? Chó ngu, chúng ta cũng mau trở về đi. Chó ngu, ngươi sao vậy? Ball quay đầu lại, phát hiện Kevin đang nằm sấp trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy sự kinh hãi và không dám tin. Ôi, ngươi cũng đã thành thần rồi mà còn sợ Dis như thế à? Kevin có chút khó khăn lắc lắc đầu chó. Hắn, không phải Dis. Ông nội về rồi. Anh Karen, ông nội về rồi. Trong phòng sách, Karen bất đắc dĩ thở dài với trang giấy đang lơ lửng trước mặt. Anh vẫn cảm thấy rất khó để hiểu được nội dung bên trong. Nghe được tiếng gọi của mấy đứa em họ dưới lầu, Karen không khỏi có chút vui mừng nói, ông nội trở về rồi. Vốn còn tưởng rằng phải chờ đến lúc cuộc chiến ở vườn sinh mệnh bắt đầu thì mới có thể gặp lại ông nội. Karen đứng người lên, đi ra khỏi phòng sách, vừa lúc ông nội trở về thì ông Hoven cũng quay về rồi. Có thể trực tiếp hỏi xem trên tờ giấy này viết những gì. Vừa bước đến bậc thang trên lầu 3, Karen đã nhìn thấy Dis đứng ở dưới lầu, ánh mắt hai giao nhau. Karen giật mình, lập tức trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Chương 3070, ngươi là người thừa kế của ta, 1. Ngay lần đầu tiên Karen liếc mắt nhìn thì đã biết người trước mắt này không phải ông nội. Cùng lúc đó thì một cảm giác tràn ngập nguy cơ bao phủ lấy anh. Loại cảm giác này cùng với khi địa vị càng ngày càng lên cao thì Karen đã rất lâu không được trải nghiệm. Sau khi ông nội đến vùng đất cực hàn kia thì đã gặp phải chuyện gì? Điều càng đáng sợ hơn đó chính là rốt cuộc là thứ gì mới có thể khống chế Dis. Tương tự thì ánh mắt của Dis cũng nhìn về phía Karen, hắn cũng liếc mắt thì đã nhìn ra được trong cơ thể Karen đang có thứ gì. Cung điện vĩnh hằng của một kỷ nguyên trước, thần trật tự hơi ngẩng đầu. Cho dù với khuôn mặt uy nghiêm của thần thì giờ phút này cũng không nhịn được mà xuất hiện vẻ nghi ngờ, nội dung trong lá thư này có phải viết sai rồi hay không? Cơn nghiện đói, tại sao lại ở trong cơ thể của người này? Dis bước đến một bước, sau một khắc thì hắn xuất hiện ở trước mặt Karen. Karen lui người lại, mặc dù anh không nguyện ý đánh nhau ở trong nhà, nhưng với sự thúc đẩy của bản năng thì anh vẫn triệu hồi đao Than Vãn ra. Ánh mắt của Dis nhìn vào trên thanh đao này. Đây là bội đao của Ankara thất lạc ở trong không gian khai thác nào đó. Sau khi có được tọa độ sơ lược thì Ball và Kevin tổ chức đội thăm dò đi lấy về cho Karen. Ồ! Connor vừa xoa xoa khóe mắt vừa đi ra từ trong phòng ngủ,
cô bé vừa ngủ một giấc ngủ chưa rất ngon lành. Sau khi nhìn thấy tư thế lấy đao ra của Karen, mặc dù đang đối mặt với người giống hệt như ông cố thì cô bé vẫn lựa chọn đứng sau lưng Karen vô điều kiện. Giống, sợ làm căn nhà bị phá hủy nên Connor không biến hình, chỉ là ra vẻ hung dữ và kêu lên về phía Dis. Ánh mắt của Dis lại nhìn về phía Connor, cung điện vĩnh hằng của một kỷ nguyên trước. Thần trật tự phát ra một tiếng thở dài, xem ra là vật dẫn viết thư đã không chịu nổi rồi, hoặc là sức mạnh thời gian đang bố trí ảo cảnh để tiến hành quấy nhiễu hành vi nhìn vào tương lai của mình. Cơn nghiện đói của mình, đao của con gái, rồng của mình. Sao đều ở trong tay của người trẻ tuổi này? Thần giơ tay lên, dự định kết thúc lần thăm dò này, thế nhưng sau một hồi do dự thì tay vẫn không phất xuống. Thật ra hắn có biện pháp để có thể kiểm chứng xem đây rốt cuộc là ảo cảnh hay vẫn là tương lai thật sự. Có nhiều thứ có thể được giải thích và phục chế, thuộc hạ của mình, giáo hội của mình, rồng của mình, thậm chí là con gái của mình, nhưng chỉ có một vật duy nhất là tuyệt đối không cách nào phục chế một cách chân thật được. Đó chính là cơn nghiện đói trong cơ thể mình, không phải không có ai từng thấy nó, mà là những ai thấy nó đều đã biến thành chất dinh dưỡng cho nó. Cho dù là thần linh hùng mạnh hơn thì cũng không phải ngoại lệ. Để cho ta xem cơn nghiện đói của ngươi. Dis giơ tay lên, trong chốc lát lĩnh vực của thần quốc xuất hiện, Karen chợt phát hiện mình không động đậy được, Connor ở bên cạnh cũng tương tự. Thần quốc, Karen nhận ra nơi này là đâu? Ngón tay của Dis chỉ về phía mi tâm của Karen. Mặc dù cơ thể không cách nào động đậy, nhưng Karen vẫn đang phản kháng. Một tiếng rít lên phát ra từ sâu trong linh hồn của Karen, đây là lời cảnh cáo đối với kẻ xâm nhập. Rất hiển nhiên là sức mạnh của thần quốc không cách nào giam giữ được linh hồn của Karen. Nhưng sự phản kháng này ở trước mặt Dis chỉ là tăng thêm phiền phức, nhưng không có gia tăng độ khó. Hắn có thể cưỡng ép loại bỏ tất cả trở ngại, tiến sâu vào trong linh hồn Karen, nhìn thấy sự thật rõ ràng. Nhưng giá phải trả đó là ý thức linh hồn của người trẻ tuổi này sẽ bị thương nặng, để lại sự thiếu hụt mãi mãi không thể chữa trị. Dis dừng động tác lại. Cung điện vĩnh hằng ở kỷ nguyên trước, thần trật tự cảm giác được sự mâu thuẫn mãnh liệt đến từ người viết thư, có thể nói một cách khẳng định. Nếu như mình tiếp tục cưỡng ép loại bỏ sự ngăn cản mà quan sát người trẻ tuổi kia, người viết thư cũng sẽ quả quyết chặt đứt sự liên lạc cùng mình. Nhưng mà nguyên nhân mà hắn dừng lại cũng không chỉ có thế. Mặc dù chuyện này cực kỳ hoang đường, nhưng dù chỉ có một khả năng cực kỳ nhỏ như vậy thì mình cảm thấy nếu là tương lai thật sự chứ không phải hư giả thì thân phận của người trẻ tuổi này không cần nói ra thì cũng đã hiểu. Nếu như tất cả đều là thật thì hành vi của mình chẳng khác nào là đang tự mình giải quyết người thừa kế của mình. Mà mục đích làm như vậy là vì thỏa mãn lòng tò mò của mình. Dis rút tay về, lĩnh vực thần quốc cũng biến mất. Karen và Connor lại khôi phục sự tự do. Connor bắt đầu học tiếng chó sủa, gâu gâu gâu. Ball đã đến trước cửa nhà ở dưới lầu đã nghe được, lập tức sốt ruột nói, gặp chuyện nguy hiểm, chó ngu, chúng ta nhanh đi đi. Ball bắt đầu chạy, nhưng cái đuôi của cô lại bị Kevin đè xuống. Mà quá trình Ball biến thành người cũng bị Kevin cưỡng ép áp chế lại. Ball có chút không hiểu mà quay đầu nhìn về phía Kevin. Kevin chỉ cực kỳ nghiêm túc lắc đầu. Ngươi xác định Karen không gặp nguy hiểm. Kevin kiên định gật gật đầu. Đây chính là thần trật tự, sao lại làm ra chuyện buồn cười như vậy? Lầu 3. Dis không để ý đến Connor sủa tiếng chó, mà nhìn về phía Karen nói, tự ngươi triển khai phòng ngự linh hồn đi, để ta xem cơn nghiện đói của ngươi một chút. Karen, ngươi rốt cuộc là ai? Dis, ta là đang mệnh lệnh cho ngươi. Karen, ta cũng đang hỏi ngươi. Dis nhắm chặt hai mắt. Lão Hoven đã từng căn cứ vào thực lực mà tính toán, thần trật tự của lúc này hẳn đang ở trong thời điểm xưng bá cuối kỷ nguyên trước, nghĩa rằng ngay lúc đó thì hắn đã là bá chủ thần giới. Trong tất cả thần thoại tự thuật của các thần giáo đều có ghi chép lại những năm, tháng ấy khi thần trật tự điên cuồng tàn sát thần linh, ngược lại là các ghi chép tương quan của bản thân trật tự thần giáo thì là hàm súc nhất. Một vị bá chủ là người đứng đầu đúng nghĩa của thế gian, bây giờ lại gặp phải sự ngỗ nghịch của một người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi này lại trẻ tuổi đến khó tin. Nhưng rốt cuộc thì hắn cũng không dám thật sự nổi giận, không dám giết hắn, bởi vì bất kể như thế nào thì hắn sẽ không cho phép mình làm ra chuyện vừa ngu xuẩn và buồn cười như vậy. Cho nên cuối cùng thì hắn lựa chọn việc thỏa hiệp. Dis mở mắt ra, giống như là một người bình thường đã khôi phục lại cảm xúc,
mở miệng nói, ta là trật tự. Karen mở to hai mắt, anh có kinh nghiệm rất phong phú trong việc bị người khác nhận lầm là thần trật tự, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên mà anh tận mắt nhìn thấy thần trật tự. Ông nội và ông Hoven rốt cuộc đã làm gì mà sau khi ra ngoài một vòng thì lại mang theo thần trật tự về nhà? Karen gần như mà dựa theo thói quen mà hỏi, ngươi là hắn? Các bạn vừa nghe xong tập 307 của bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.